Thưa quý vị, ngay sau đây là thông tin về chủ quán ăn đã không thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhân viên. 96 trường hợp khác dương tính và 61 trường hợp F1 phải cách ly tại. Ngày 17 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Minh Hằng, ngụ khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng xảy ra tại quán Cơm Lộc thuộc số 20 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh. Trước đó, ngày 17 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống. Nhưng Đặng Thị Minh Hằng vẫn tiếp tục buôn bán cùng với 5 nhân viên. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, lực lượng y tế phát hiện 2 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán Cơm Lộc do bà Hằng làm chủ dương tính với virus SARS-CoV-2. Lực lượng Công an Tây Ninh và các đơn vị chức năng đã tiến hành truy vết điều tra dịch tễ, xác định ban đầu có 8 trường hợp tiếp xúc gần là F1 trở thành F0, 2 trường hợp là F2 trở thành F0 và 4 trường hợp là F1. Đáng chú ý liên quan đến ổ dịch tại quán Cơm Lộc này, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tây Ninh, có 96 trường hợp dương tính và 61 trường hợp F1 ở cộng đồng, gây thiệt hại cho nhà nước với chi phí điều trị cách ly hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.